dưa chuột này. Cái gì nhỉ? Su su này. Đậu đũa này. Trường tán trường ta hình tung bay tựa mây trắng. Trời xanh đẹp nhỉ. Mùa hè trời nắng đẹp quá. Lung linh huyền ảo. Nặng quá con ạ, xuống đây. Mới lên một lúc đi bộ cho nó khỏe chân, xuống đây. Xuống đi. Hay là đi về nhé. Hái hoa dâm bụt nó đâu không ngọt. Trường tan trường áo em tung bay tựa mây trắng. Để mẹ đi, không được. Không ngồi đằng trước được, không người mẹ về đấy, mẹ không đi đâu. Không ngồi đằng trước đâu. Ngồi đằng sau đi. Ôi giời ơi. Ngồi đằng sau đi con. Không rồi mẹ đi đây, không ấy đâu, không ngồi như thế. Đã bảo ngồi lên cái chỗ này bẩn thì ngồi lên xe mẹ ngấy đi, không phải là ngấy đâu. Ngồi đi chỗ rác thì ngồi đi. Bẩn hết dép rồi. Hiểu ý của mẹ, cứ đòi ngồi lên trên, ngồi đằng sau, ngồi lên trên, nâng cao bằng nhau, nằm ngồi lên trên.
hay đi lề bên em. Trên phố mây đẹp, thấy nó có màu đen đấy, sắp mưa. Không phải lúc nào mà mình đi ra ngoài cũng thấy mây màu thế mà đây nha. Nơi mình qua nặng quá. Đẹp nhá, cảnh đẹp thế.